đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì các bạn sẽ nghĩ đến điều gì ạ? Và Duyên tin chắc rằng có đến 80% các anh em đang theo dõi video này đều mong rằng mình sẽ bị loại không đủ điều kiện sức khỏe trong khi bản thân không hề có bệnh gì. Mỗi mùa khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự diễn ra đều có những câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến vấn đề này. Và liệu các bạn nghĩ rằng bản thân mình liệu có qua mắt được hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự không ạ? Vậy thì trong video ngày hôm nay hãy cùng với Kỳ Duyên chúng ta cùng đi tìm hiểu quy trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Thi hoa hậu thì việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng được diễn ra làm nhiều vòng. Vòng 1, khám sức khỏe tại cấp cơ sở, thực hiện tại trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn. Vòng 2, khám sức khỏe chi tiết, thực hiện tại trung tâm y tế cấp huyện, quận, thành phố. Và sau đây thì chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết quy trình khám sức khỏe của từng vòng nhé. Vòng 1, vòng khám sức khỏe sơ tuyển tại cấp xã, phường, thị trấn. Vòng khám này là khám và để phát hiện ra các trường hợp không đủ điều kiện về sức khỏe, dị tật, dị dạng và những bệnh lý miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự. Các bệnh bao gồm như tâm thần, động kinh, mù một mắt, điếc, di chứng do lao xương, khớp, di chứng do phong, các bệnh u ác tính về máu, các bệnh truyền nhiễm HIV, khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Nhìn chung ở vòng này, những người bị bệnh thì ở địa phương sẽ không gọi các bạn đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Và những người đã vượt qua vòng 1 thì chúng ta sẽ bước tiếp sang vòng 2. Vòng 2, vòng khám sức khỏe chi tiết diễn ra ở trung tâm y tế huyện, quận, thành phố. Và đây mới là vòng khám quyết định 90% vé đi tiếp hay dừng lại của các bạn. Và ở vòng khám này thì các bạn sẽ phải trải qua 9 bước khám chi tiết về thể lực như là mạch, huyết áp, thính lực, thị lực, da liễu, tai, mũi họng và một số bệnh về thần kinh và nội khoa. Thứ nhất, về khám thể lực, trước khi khám thì bạn cần phải cởi bỏ mũ, nón, giày dép, quần áo. Khi khám thể lực, anh em phải đi chân đất và đầu trần, cởi bỏ quần áo dài, chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi. Lúc này sẽ đo chiều cao, cân nặng, ngực và tính toán chỉ số BM. Đây là chỉ số mối tương quan giữa chiều cao và cân nặng. Thông thường thì các bạn sẽ đều vượt qua được bước này. Bước thứ hai đó chính là khám mắt. Ngoài việc chúng ta được đo thị lực bằng thủ công thì các bạn sẽ được đo khúc xạ bằng máy. Mà anh em biết rồi đấy, đo bằng máy thì hiếm khi sai lắm. Nếu anh em bị tật khúc xạ về mắt, cụ thể là bị cận 1,5 dioptr trở lên thì sẽ được hội đồng cho về ngay và luôn. Vì mắt mũi như vậy, đi nghĩa vụ quân sự làm sao mà bắn súng được. Và có rất nhiều các anh em thắc mắc rằng sau khi bị cận trở về rồi thì năm sau đi mổ mắt, mắt trở nên bình thường thì liệu có phải gọi đi nghĩa vụ quân sự tiếp nữa hay không? Thì Duyên cũng trả lời luôn cho các bạn rằng là chắc chắn là có nhá. Tại vì năm nay sức khỏe của bạn không đủ điều kiện nên mới bị loại. Nhưng sang năm sau khi mắt của bạn đã được mổ, trở nên bình thường, khỏe mạnh rồi, đủ điều kiện nghĩa vụ quân sự, đủ điều kiện sức khỏe rồi thì các bạn vẫn phải đi thực hiện nghĩa vụ quân sự như bình thường. Kiểm tra răng sâu, răng mắt và các bệnh về răng miệng, trong đó kiểm tra tình trạng răng giả nữa. Ở bước này thì ít anh em bị loại lắm nhá. Bước thứ tư, khám tai mũi họng, chủ yếu kiểm tra xem anh em có bị viêm họng mãn tính, viêm tai hay không. Bước thứ năm, khám tâm thần, thần kinh. Bước này kiểm tra tình trạng mồ hôi tay, chân, teo cơ, nhược cơ. Đa phần bước 3, 4, 5, ít khi các anh em bị rớt lắm. Bước thứ 6, khám nội khoa, đo huyết áp, mạch, phế quản, điện tim. Nếu có vấn đề về tim mạch, huyết áp thì sẽ bị loại ngay ở vòng này. Bước số 7, khám da liễu, sẽ khám về các bệnh da liễu như nấm, lang ben, các bệnh lây nhiễm. Bước thứ 8, khám ngoại khoa và phụ khoa. Đây chính là nỗi ám ảnh của các anh em đã từng trải qua, bởi trước khi bước vào vòng khám này thì các anh em sẽ phải lột hết đồ ra, không còn một mảnh vải nào trên người hết. Và bước cuối cùng, sau khi hoàn thành các bước trên, anh em sẽ được lấy máu để xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm, sau đó sẽ được hoàn thành phiếu khám sức khỏe theo quy định. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như bạn yêu thích video này, hãy ủng hộ Kỳ Duyên và Trường Dạy Nghề Thanh Xuân bằng một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video để lan tỏa video đến nhiều người biết hơn nữa. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bộ đội xuân ngũ, hãy để lại câu hỏi phía dưới phần bình luận hoặc liên hệ đến hotline 0961 677 991 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết. Kỳ Duyên, Trường Dạy Nghề Thanh Xuân xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.